Tại thành phố Bà Rịa, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức tổng kết lớp truyền dạy nghệ thuật đờn ca tài tử năm 2023. 69 học viên là giáo viên âm nhạc các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, thành phố Bà Rịa và sinh viên trường cao đẳng sư phạm Bà Rịa Vũng Tàu đã được trao giấy chứng nhận hoàn thành khóa học. Khóa học truyền dạy nghệ thuật đờn ca tài tử được Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức từ ngày 17 tháng 10 đến ngày 26 tháng 10 năm 2023 do nghệ sĩ ưu tú Huỳnh Khải, nguyên trưởng khoa nhạc dân tộc, nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh giảng dạy. Tham dự khóa học, các học viên được tìm hiểu các nội dung cơ bản về xuất xứ, nguồn gốc, phong cách, hình thức thể hiện của nghệ thuật đờn ca tài tử, cách sử dụng đàn huyệt, hướng dẫn ca những bài bản dắn, những điều lý trong nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ.